Anh Lâm. Là con Thi sao? Ý trời ơi, cái con nhỏ này nó lại tới nữa hả? Cô tới đây làm gì? Tính tới để đánh lộn với dì Hiếu để kiện nhau ra tòa hả? Em đợi anh từ sáng tới giờ. Em muốn gặp anh lúc anh còn tỉnh táo để hỏi rõ anh một chuyện. Tôi không có gì để nói với cô hết. Trời ơi, con xuống coi kìa. Nó còn ôm thằng Lâm. Ê, con coi kìa. Anh có còn chút tình cảm nào dành cho em không? Hay tất cả chỉ còn là thù hận vì em đã lừa dối anh? Tránh xa tôi ra đi. Anh Lâm, cô có biết hai chữ sĩ diện viết làm sao không? Anh Lâm và cả gia đình này ai cũng xua đuổi cô. Biến đi. Cũng may là nó đi rồi, không thôi có chuyện nữa. Đi vô đi con. Quá trà, mình vẫn yêu cô nhiều thế vậy. Thảo nói đúng, mình rất mù quáng, đến hận một người đã lừa dối mình, tổn thương mình, mà cuối cùng mình cũng không hận được. Anh Quang, em chấp nhận lời đề nghị của anh. Mình sẽ làm đám cưới và qua Úc, bỏ lại mọi thứ ở đây. Cậu Lâm ơi, vậy chứ Cậu Lâm ơi, có chuyện rồi. Cậu Lâm ơi, lớn tuổi dữ vậy. Cậu Lâm ơi, có chuyện rồi. Cậu Lâm ơi, tự vô đi. Cậu Lâm, khoan, có chuyện quan trọng. Cậu trội cái tôi quên rồi. Nhớ. Cô Thi với cậu Quang tới. Cậu tới đem đơn ly hôn kia rồi. Bà Hiếu mới đưa bà chủ xuống để nói chuyện với cô Thi đó. Tôi bảo với cậu coi cậu có muốn xuống gặp cổ hay không á. Cô phá hoại đại dương chưa đủ hay sao? Còn muốn giở trò gì nữa đây? Con chỉ tới đây để gửi lại tờ đơn ly hôn con đã ký xong. Để em coi cho. Ý trời, đúng tờ đơn hôm trước rồi nè chị. Cổ ký luôn rồi. Cô dễ dàng ký đơn ly hôn như vậy sao? Hay là lại muốn điều kiện gì nữa đây? Thưa bác, con tình nguyện ly hôn và không có bất kỳ yêu cầu nào hết. Con muốn nói với bác một lần cuối cùng, người phá hủy đại dương là Linh chứ không phải là con. Từ hôm nay, con và anh Quang sẽ chính thức nghỉ việc tại đại dương. Vì quỷ hoa bất tử vẫn còn đang hoạt động có ý nghĩa, nên con nghĩ mẹ con cũng sẽ rất là yên lòng. Nên con vẫn sẽ để y như cũ và ủy quyền toàn bộ cổ phần của con cho anh Lâm quản lý, với một điều kiện, đó là phải tiếp tục duy trì hoạt động của quỷ. Còn con và anh Quang sẽ kết hôn và sang Úc định cư. Thi và Lâm không có con chung và cũng không có tài sản chung, nên thủ tục ly hôn sẽ được giải quyết nhanh thôi. Thi bây giờ đã chính thức không còn mối quan hệ với gia đình các người nữa. Hy vọng từ nay mọi người, nhất là chồng cũ, đừng làm phiền tới vợ tôi nữa. Anh không cần phải lo về chuyện đó đâu. Tôi với cô đã ly hôn rồi, không cần phải dây dưa với nhau làm gì nữa. Mất công chồng mới của cô cảm thấy khó chịu. Cô có thể ủy quyền cho bất kỳ ai mà cô tin tưởng quản lý cổ phần của cô ở công ty, kể cả quỹ từ thiện qua bất tử của cô. À quên mất, bắt đầu từ bây giờ tôi với cô không còn liên quan gì tới nhau nữa. Tôi quên. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.
Cảm ơn lời chúc của anh. Vợ chồng tôi nhất định sẽ trăm năm hạnh phúc. Mình về thôi em. Đi. Con xin phép. Chào anh. Có khi nào nó sắp tiết phần 2 không chị? Lâm nè, người ta đã không còn tình cảm với con nữa rồi. Con buông bỏ đi, đừng tự hủy hoại mình nữa. Ừ, đúng rồi. Mẹ giúp con tìm người giải quyết vụ ly hôn này càng nhanh càng tốt. Con đi uống rượu đi. Trời, trời ơi, làm ơn tỉnh lại giùm chị cái đi, cái con sâu rượu kia. Hở ra là đi uống rượu, không có giải quyết được cái gì hết á. Con thấy gì thất tình mấy chục năm rồi mà dì vẫn bình thường mà. Không có người này thì yêu người khác. Làm như trên đời này con gái chết hết rồi vậy đó. Nhìn gì? Thù. Tình yêu bất tử, 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.